Vào ngày 8 tháng 2, một nhóm các đối tác, nhà đầu tư hàng đầu và nhân viên Solar Group, khoảng 30 người từ Nga và các nước khác đã đến thăm công trường Solvay-Mars. Trong số đó có đối tác quốc gia của Solar Group tại Pháp, Côte d'Ivoire, Benin và các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp khác. Gilles Weber, các trợ lý của ông là Barbara Sakakina, phó đối tác quốc gia tại Togo Harrison Kolemaga, đối tác quốc gia ở Ý, Ấn Độ và Nepal là Gushan Kumarbiji, giám đốc tổ hợp sản xuất Trisur Andrei Lobov. Cuộc tham quan trung tâm kỹ thuật được hướng dẫn bởi Alexander Sudarev và Evgeny Dyunov. Đây là lần đầu tiên phòng thí nghiệm Solvay-Mars mở cửa cho công chúng. Một số khách thăm đã được trò chuyện trực tiếp với Dmitry Dyunov. Một số nhà đầu tư đã thực hiện được ước mơ của mình. Họ lần đầu tiên đến thăm tòa nhà trung tâm thiết kế kỹ thuật. Những người còn lại đã tận mắt chứng kiến tiến trình xây dựng thật năng động như thế nào.